Người xưa có câu, nóng giận, mất khôn, liệu điều này có đúng hay không? Đúng đến đâu? Có người nào nóng giận mà vẫn khôn lanh tỉnh táo hay không? Chúng ta sẽ cùng phân tích trong video này nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh Chân Thiện Mỹ Bách Niên. Sự giận dữ, bực mình luôn luôn tồn tại trong đời sống của con người. Cảm xúc đó đến và đi do rất nhiều yếu tố. Trong đó, bản thân nội sinh trong cơ thể của chúng ta và yếu tố ngoại cảnh đưa tới là hai yếu tố chính. Có nhiều người có cảm giác sinh ra là đã cau có, khó chịu, luôn luôn cảm thấy muốn gây sự với người khác, nhất là khi gặp các yếu tố ngoại cảnh làm họ thấy khó chịu, như là va chạm xe, mất đồ, con cái nghịch ngợm, việc nói xấu nhau trong công ty, bị chậm lương, vân vân. Nhưng cũng có những người vì những rối loạn trong cơ thể khiến cho họ lúc nào cũng cảm thấy khó ở, nóng bức và dễ nổi nóng. Một số bệnh lý như là bệnh viêm gan, bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp, bệnh lý thần kinh, vân vân, hay đơn giản là phụ nữ đang mang bầu, chị em đến những ngày đèn đỏ. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy một người phụ nữ nào đó thường xuyên lên những cơn bực tức, cáu giận, người ta thường hay trêu nhau là chắc là bà kia đang đến tháng, để diễn tả cái sự cáu kỉnh của họ. Nếu như các bạn biết cách tiết chế cảm xúc thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng trở lại bình thường, không bị rạn nứt mối quan hệ. Còn nếu như chỉ trong một tích tắc thôi các bạn không kiềm chế được, đẩy cảm xúc lên cao trào thì hậu quả sẽ khôn lường. Ngay cả một vị vua cực kỳ nổi tiếng là Thành Cát Tư Hãn cũng có những lúc phải hối hận vì sự nóng giận quá mức của mình. Đây là một vị vua nổi tiếng của Mông Cổ, là một nhà lãnh đạo lỗi lạc trong lịch sử thế giới. Có một câu chuyện thế này, một buổi sáng nọ Thành Cát Tư Hãn có nhã hứng nên cùng các thuộc hạ của mình vào rừng gần lâu đài để săn bắn. Những người đi săn cùng thì mang theo cung tên, nhưng nhà vua chỉ mang theo con chim ưng mà ông yêu thích. Ông cho rằng nó sẽ bắt mồi nhanh hơn và chính xác hơn bất cứ mũi tên nào, bởi loài chim này có thể bay vút lên trời cao, nhìn thấy mọi vật mà người thường không thể thấy. Dù lùng sục cả buổi sáng nhưng đoàn người không săn được gì cả. Đến trưa, mọi người quay lại chỗ cắm trại. Để không cáu kỉnh với thuộc hạ, Thành Cát Tư Hãn một mình một ngựa, rong ruổi cùng chiến mã tách đoàn đi riêng. Ông thông thuộc mọi đường đi, lối lại trong khu rừng này. Vì vậy, trong khi cả đoàn đi săn trở về lâu đài bằng con đường ngắn nhất, thì ông lại quyết định đi băng qua thung lũng, dù biết là đi đường này sẽ mất nhiều thời gian. Sau một ngày rong ruổi, nhà vua khát nước đến mức cổ họng bỏng như lửa đốt. Chú chim ưng rời khỏi vị trí quen thuộc trên cổ tay của chủ, bay vút lên trời cao và bao giờ nó cũng tìm được đường về cung. Trong sức nóng của mùa hè, mọi dòng suối đều khô cạn và ông không tìm được nước để uống. Thành Cát Tư Hãn cho ngựa phi nước kiệu vì ông nhớ ra gần con đường mòn có một dòng suối nhỏ. Thế nhưng dưới sức nóng của mùa hè thì mọi dòng suối đều khô cạn. Bất chợt, ông nhìn thấy một dòng nước nhỏ chảy ra từ một tảng đá ngay trước mặt. Thành Cát Tư Hãn biết những giọt nước này xuất phát từ một con sông hay cái hồ nào đó ở phía trên kia. Ông nhảy xuống ngựa, lấy ra một chiếc cốc bằng bạc lúc nào cũng mang theo bên mình. Một lúc lâu, nước mới chảy đầy cốc, nhưng vừa lúc ông đưa lên miệng thì con chim ưng bay tới giật đổ cốc xuống đất. Vị vua giận lắm, nhưng vì quá yêu quý con chim nên ông cho rằng có lẽ con chim cũng khát nước. Ông cúi xuống, nhặt chiếc cốc lên, lau sạch đất và tiếp tục hứng nước. Lần này, khi mới chỉ hứng được nửa cốc, con chim lại bay tới, tấn công và làm đổ nước một lần nữa. Dù rất yêu quý con chim, nhưng Thành Cát Tư Hãn không thể chấp nhận được sự vô lễ như vậy. Nhất là trong lúc ông đang khát cháy họng, không chừng nếu ai đó nhìn thấy cảnh này từ xa thì sẽ kể lại cho các chiến binh của ông rằng một nhà chinh phục vĩ đại, chinh phục bao nhiêu quốc gia nhưng không thể thuần hóa được con chim. Lần này, ông rút kiếm ra khỏi vỏ, nhặt chiếc cốc lại và hứng nước. Một mặt canh chừng dòng nước chảy, mặt kia để ý con chim ưng. Ngay lúc ông có đủ nước trong cốc và chuẩn bị uống thì lại bị con chim ưng lao tới tấn công và giật đổ. Tức giận, Thành Cát Tư Hãn vung kiếm và đâm thủng lồng ngực con chim ưng yêu quý của mình. Khi quay lại, nhà vua đã phát hiện chiếc cốc rơi vào khe đá hẹp mà không thể nhặt lên được. Ông tự nhủ, ta sẽ lần lên trên và nhất định sẽ tìm được nước uống từ dòng suối này. Sau một đoạn đường lội lên thượng nguồn, Thành Cát Tư Hãn phát hiện ra một vũng nước nhưng ở trong vũng nước có xác của một con rắn độc. Nếu lỡ uống phải nước kia thì có lẽ ông đã nguy hiểm tới tính mạng. Nhà vua đứng lặng người, quên cả cơn khát, và có lẽ ông đã thấu hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra con chim ưng vì cứu ông, vì cứu chủ mà hết lần này đến lần khác làm đổ chén nước. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh con chim tội nghiệp đang gục mình ở trên đất lạnh. Ông trở lại khe đá, nhẹ nhàng đỡ xác con vật này lên, đặt nó vào túi săn, rồi lên ngựa phi thẳng về cung. Sau đó, Thành Cát Tư Hãn ra lệnh làm một bức tượng con chim bằng vàng, trên cánh khắc dòng chữ: ngay cả khi một người bạn làm điều gì đó mà mình không thích, người đó vẫn là bạn của mình. Cánh còn lại ghi: bất kỳ một điều gì, hành động trong sự giận dữ đều là những hành động đưa đến thất bại. Vậy, theo khoa học thì sự giận dữ gây ra phản ứng gì trong cơ thể mà đa số lại làm cho ta giảm đi sự tỉnh táo? Khi tức giận, cơ thể của các bạn sẽ sản xuất ra nhiều adrenaline, còn được gọi là epinephrine, một loại hormone gây căng thẳng do tuyến thượng thận tiết ra, khiến nhịp tim của bạn tăng lên, huyết áp tăng lên, đường dẫn khí trong phổi mở ra nhiều hơn. Lúc này, cơ thể ức chế bài tiết insulin của tuyến tụy, đồng thời kích thích sự thúc đẩy tiết glucagon dự trữ tại gan. Một lượng đường lớn được huy động để đưa vào máu, chuẩn bị cho chiến đấu nếu như phải diễn ra. Khi não bộ được bơm một lượng đường lớn thì đa phần sẽ không tỉnh táo và sáng suốt trong mọi quyết định. Vì trong khoảng tích tắc lúc đó, thậm chí chỉ trong nửa giây thôi là bạn đã phải quyết định là có chiến đấu hay dừng lại. Điều này là vô cùng nguy hiểm. Các bạn có để ý trong cuộc sống thường ngày, có những cặp vợ chồng hay những đôi yêu nhau, có khi một tuần họ tranh cãi hoặc đánh nhau từ 1 đến 2 lần. Nhưng chỉ một vài giờ sau đó họ lại yêu thương nhau như không có chuyện gì xảy ra không? Chúng ta hay trêu những cặp đôi đó là phường trèo, vì những cảm xúc của họ thay đổi nhanh như những diễn viên ở trên sân khấu vậy. Tuy nhiên, khi việc cãi vã diễn ra thường xuyên như vậy, sự tổn thương ngày càng lớn dần, từ lời nói đến hành động. Một lần, hai lần thì có thể tha thứ, nhưng về lâu về dài thì rất khó có thể gắn bó được với nhau. Trong Đông y, thường trạng thái nóng giận liên quan đến tạng can hay còn gọi là gan. Những người bị bệnh lý về gan thường rất hay cáu giận. Tạng can ứng với cảm xúc nộ trong thất tình trí, hoặc khi tạng tâm ứng với hành hỏa mà vượng sẽ khắc lại can, cho nên những người bị bệnh lý về tăng huyết áp cũng thường rất hay cáu giận. Chúng ta cần biết điều này để làm gì? Để tránh. Vì chúng ta biết bệnh tật của họ, chúng ta biết rằng họ sẽ cáu giận, mà chúng ta vẫn còn tìm cách hơn thua, thì chúng ta đã sai ngay từ đầu rồi. Trong Kinh Thánh nói về sự nóng giận như sau: nếu một người không thể kiềm chế nổi cơn giận thì có thể gây hại cho mình và những người xung quanh. Dù đôi khi có những lý do chính đáng để giận, nhưng Kinh Thánh nói những người tiếp tục thể hiện sự giận dữ sẽ không được Chúa cứu rỗi. Vậy thì có người sẽ hỏi rằng: ô, thế không được nóng giận à? Nóng giận có luôn luôn sai hay không? Câu trả lời là không. Trong một số trường hợp thì nóng giận là chính đáng. Ví dụ như khi chúng ta cần phải thể hiện một quan điểm nào đó, cho thấy mình là người có chính kiến và sự hiểu biết. Những người khôn ngoan họ thể hiện sự giận dữ, nhưng trong lý trí của họ hoàn toàn biết được hậu quả và hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc. Ta nhìn họ có vẻ rất uy lực, hùng hồn, nhưng thực chất đó là sự giận dữ có tính toán ngay từ đầu, được lập trình từ lúc họ chưa giận dữ. Ví dụ như khi các tổng thống thể hiện một quan điểm về một quốc gia, về một lập trường nào đó, với một nước được coi là kẻ thù, thì họ phải thể hiện một thái độ, một quan điểm, một lập trường của một nước lớn, của một quốc gia, của toàn vẹn lãnh thổ. Và tất cả đều phải có sự tính toán. Còn khi nào là sai? Khi nóng giận không có lý do chính đáng và không kiểm soát được thì đó là sai. Nó giống y như câu chuyện Thành Cát Tư Hãn ở trên. Nóng giận nó là cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì nó có vô vàn những điều cần phải bàn luận. Nhưng nói gì thì nói, nóng giận mất khôn thì vẫn luôn luôn đúng. Thậm chí có những người còn bị lợi dụng vì cái sự nóng tính của mình. Vì sao? Vì những người nóng tính thì lại thường thích nghe những lời ngọt ngào. Nóng tính sẽ thuộc dương, ngọt ngào sẽ thuộc âm. Điển hình như nhân vật Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, bản tính nóng như lửa và luôn hoài nghi ngay cả năng lực của Gia Cát Lượng. Cho nên, đối với người này, Gia Cát Lượng dùng cách là động viên, khích lệ, đôi khi có những trường hợp phải khích tướng Trương Phi để cho Trương Phi chiến đấu một cách mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nếu như bị kích động vào những chuyện không mang lại lợi ích thì đó là điều vô cùng nguy hiểm. Kể cả trong Phật Pháp, Đức Phật cũng dạy rất rõ ràng, sự tức giận giống như bạn nắm một hòn than nóng ở trong tay với ý định muốn ném nó vào người khác, nhưng bạn sẽ là người đầu tiên bị bỏng. Kết cục của sự tức giận là làm tổn thương chính mình. Và nguy hiểm hơn nữa, khi bạn trút cái sự tức giận ấy với những người xung quanh, sự tức giận đó có thể phá hoại rất nhiều thứ. Đó là lý do tại sao sẽ tốt hơn nếu như các bạn biết cách hóa giải cái sự giận dữ ở trong bản thân mình. Vậy làm sao để hóa giải được các cơn giận dữ thường trực ở trong cơ thể? Đức Phật luôn dạy mỗi Phật tử chiến thắng sân hận bằng lòng từ bi, chiến thắng cái ác bằng cái thiện, chiến thắng lòng tham bằng tâm bố thí, chiến thắng sự dối trá bằng lòng chân thật. Điều này được thể hiện rất rõ trong Kinh Pháp Cú. Bất cứ khi nào bạn tức giận, bạn cần phải bình tĩnh, dùng tâm thanh tĩnh để quản chiếu sự việc. Bạn nên tự đặt câu hỏi và giải đáp những câu hỏi là tại sao mình lại nổi giận? Liệu mình tức giận có giải quyết mọi việc tốt hơn không? Người khác có bị tổn thương không nếu như mình giận dữ? Cứ như vậy, bạn sẽ tạm xa đi sự sân hận để không có những lời nói và hành động đáng tiếc gây tổn thương cho mình và những người xung quanh. Nếu cơn giận dữ đến từ người khác thì chúng ta đừng tranh cãi hay nói lại họ ngay lúc đó, bởi vì khi đó họ không còn bình tĩnh và sáng suốt để lắng nghe những lời nói của chúng ta nữa. Bạn hãy im lặng, tập trung vào hơi thở, thở nhẹ, sâu, dùng tình thương để ôm ấp những cơn giận dữ chứ không phải là kìm nén nó. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng rằng biết đâu người đó cũng đang đau khổ, họ cũng đang có vấn đề gì bất ổn ở trong lòng. Và tại vì họ không biết cách chuyển hóa những cơn giận dữ thì mới có cái sự hành xử không phù hợp như vậy. Vì thế họ đáng thương hơn là đáng giận. Với cách thức này thì cơn giận của chúng ta sẽ dần dần được chuyển hóa. Năng lượng của cơn giận ấy sẽ không còn nữa, mà thay thế vào đó là năng lượng của sự tỉnh thức, lòng thương yêu chính mình và thương yêu mọi người. Kèm theo một điều nữa, chúng ta phải giữ gìn cho một cơ thể luôn luôn khỏe mạnh, thường xuyên lắng nghe cơ thể. Bất kỳ một rối loạn nào, dù là nhẹ nhàng thôi, ở trong cơ thể chúng ta cần phải giải quyết ngay lập tức. Thông thì bất thống, thống thì bất thông, đau là sẽ khó chịu, sẽ bức bối. Cho nên việc các bạn làm sạch cơ thể, làm cho cơ thể luôn khỏe mạnh là điều cực kỳ quan trọng. Nhất là những việc nhỏ như ăn uống, chúng ta cần phải ăn uống thuận theo tự nhiên, luôn giữ cho âm dương trong cơ thể được quân bình. Các bạn có thể xem lại những bài mình nói về thực dưỡng hiện đại để biết cách ăn uống sao cho đúng. Hy vọng video này sẽ giúp cho các cô bác, anh chị và các bạn biết cách kiểm soát cảm xúc của mình để luôn luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Có một câu nói mình rất thích, kiềm chế là sức mạnh. Đôi khi trong một cuộc chiến đấu tay đôi, hai người có kiến thức và trình độ ngang nhau, nhưng một người bình tĩnh, một người lại có tâm tính nóng nảy, dễ bị kích động, thì cái người mà tâm tính nóng nảy đó rất dễ bộc lộ ra những khuyết điểm, tạo ra bất lợi cho chính họ. Việc giữ bình tĩnh không những khẳng định chúng ta biết cách cân bằng cuộc sống, tạo lợi thế trong cạnh tranh, công việc, chủ động trong mọi hoàn cảnh, mà bình tĩnh còn biểu hiện một trí tuệ cực cao, trí tuệ của một con người từng trải. Cho nên các bạn rất dễ dàng nhận thấy các ông bà ta lớn tuổi khi đối mặt với một vấn đề gì đó thì ông bà ta rất bình tĩnh, và bình tĩnh đến lạ kỳ, vì đơn giản ông bà là những người từng trải. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ video này cho những ai chưa kiềm chế được những cơn nóng giận ở trong người. Đồng thời like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, tiếp thêm động lực cho mình và đội ngũ cộng sự ra những video mới hay hơn, bổ ích hơn. Xin chào và hẹn gặp lại!